Có những thời điểm chúng ta biết đó là lúc để cùng nhìn lại hành trình của một năm đã qua. Một năm 2021 thật kỳ lạ. Vẫn là những chuyến giao, chứ đựng từng ân cần nhỏ bé. Trời nắng quá, ba em mời anh ly nước. Hai ba con buôn may bán đắt. Là lại được cùng góp sức để những gánh lo thoáng chốc vơi đi. Bữa nay phải đi ship chị ơi. Nhưng đâu đó, đằng sau mỗi chuyến giao quen thuộc, còn là những câu chuyện chưa từng được kể. Cũng không có nhiều nhận gì, con cầm lấy đóng tiền trọ nha con. Chuyện và những chuyến giao được gửi cùng lời động viên vội vã. Khỏi lo nha con, sau dịch đi làm tiếp, có sức khỏe là có tất cả ha con. Ba con gửi đó. Bánh đẹp quá mẹ ơi. Chuyện và những chuyến giao đầy nỗ lực để xóa nhòa đi mọi cách trở. Và cũng có những chuyến giao mà cả một đời không ai muốn nhận. Chính trong những ngày khó khăn nhất, có những chuyến giao không đơn thuần chỉ là một chuyến giao. Dạ, chào anh. Đó còn là những yêu thương được gửi gắm đủ đầy bất chấp nghịch cảnh. Độ này, hai má con ở nhà nhớ ba lắm ha. Tình hình ba có tiến triển, được chuyển xuống lầu bệnh nhẹ rồi. Má thầy ba đón sinh nhật cùng con gái nha. Rồi sang năm, bà sẽ ở cùng hai má con. Vô đây mới thấy cuộc sống khó lường quá. Là từng lời động viên được trao đi theo cách thầm lặng nhất, là những an ủi dẫu vụng về, nhưng hy vọng rằng sẽ chia được phần nào mất mát. Những chuyến giao vẫn cứ lăn bánh, mang chúng ta gần lại với nhau hơn. Chính bởi có những thăng trầm mà những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua, ta lại càng thêm trân trọng. Giờ là lúc để gói ghém những gì đã qua và chuyển giao tới một năm mới đầy hy vọng. Và chắc chắn ở đó vẫn luôn có những chuyến giao hơn cả một chuyến giao.